Xin chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình lại quay cho các bạn xem cách mình đuối sắt gai T12 các bạn nhé. Đây các bạn ạ, đây là đống sắt gai mình vừa mới lấy ở công trình về đây các bạn. Chưa được đuối thì mình chất đống lên như thế này là nó cứ các loại nó lẫn lộn với nhau các bạn nhé. 8, 10, 12 là nó lung tung. Sau đó mình cho máy duối, mình duối là mình phân loại, mình duối thẳng là mình bán các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu phải dùng đến máy duối thẳng, xét duối, xét phế liệu, xét về chai thì cứ gọi cho mình cung cấp máy cho các bạn. Máy của bên mình làm từ 6 đến phi 20 các bạn nhé. Làm được từ phi 6 đến phi 20 các bạn ạ. Hôm nay là mình làm phi 12. Mình làm sắt gai. Đây là sắt gai, đống sắt gai này các bạn. Ở công trình mình lấy ra là nó sẽ xấu như thế này. Các bạn xem mình làm nhé. Này mình con máy này của mình rất ngon các bạn ạ. Êm lắm. Máy rất ngon luôn. Các bạn nhìn máy chạy rất êm. Đấy mình đang làm 12 đấy. 12 sắt gai đấy. Đây các bạn ạ, khi mình duỗi ra là nó thẳng tắp như này các bạn. Thế nên mình bó lại, mình bán cho anh em đổ tấm đan các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn này, mình sẽ bó đây. Đây là phi 12 nhé, mình sẽ duỗi trong, mình sẽ bó thành bó tầm độ 3-40 cân một, xong mình cân cho các công trình, chủ công trình các bạn ạ. Đây ạ các bạn nhé, đây là sắt mình chưa duối, là nó cong lên này các bạn này. Mình chưa duối cong này, sau đó mình cho vào máy là nó rất là thẳng luôn các bạn ạ. Các bạn xem nhé, mình vừa làm mình vừa quay này. Anh em nào có nhu cầu
mua máy này, các bài chủ bài sắt phế liệu và những chủ công trình đập phá ấy, nhà cửa mà có nhu cầu phải mua máy này để chuối thì cứ gọi cho mình nhé. Máy của mình là làm từ phi 6 đến phi 20 các bạn ạ. Đây, các lô ránh này làm từ phi 6 đến phi 20 các bạn nhé. Nên là anh mình có đủ các loại phi để cho anh em làm nhé. Anh em có nhu cầu gọi cho mình số điện thoại và Zalo mình để trên màn hình đấy anh em nhé. Đây anh em nhé, đây là mình chuối này. Anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi cho mình nhé. Đây là toàn chất 12, chất gai 12 anh em nhé. Chất gai 12 này. Rồi mình xin phép dừng video đây nhé. Chào anh em, chào các bạn nhé.